Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được theo dõi những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Nhâm Tý 1972, được thần tài hộ giá, vượt qua khổ nạn, tránh được tai ương, gặp thời đổi vận, đến thời giàu sang, tiền vàng nhét, chật két, ăn Tết thật linh đình. Vâng quý vị thân mến, cao nhân xưa có dạy, nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, thế nên sống ở đời có người thì khẳng khái độ lượng bao dung, nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co sau đó tính toán. Có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi. Thế giới rộng lớn, lòng người khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ắt cũng là điều dễ hiểu. Trời đã định sẵn, trong số 12 con giáp có tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, mệnh đắc tài phú quý, nhưng cuộc đời lắm chông gai. Trên con đường dẫn tới thành công họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Trong gần hết năm 2023 vừa qua, con giáp này liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng, nhưng nghèo khổ thế là quá đủ rồi. Theo lời tiên tri mới nhất của thần đồng tiên tri Ấn Độ cho biết, từ nay tới Tết âm lịch năm 2024 Giáp Thìn, sẽ có một hiện tượng lạ trên bầu trời, khiến âm dương đảo chiều. Tuổi Nhâm Tý sẽ là con giáp may mắn chấp được thiên cơ, đổi đời đổi vận, chỉ cần nghe được điều này là lội ngược dòng thành công, giàu to hết khổ, hết sạch nợ. Bao nhiêu vất vả nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng, bao nhiêu nợ nần trả sạch, mua nhà lầu, tậu xe sang, hiên ngang sánh bước trên đường đời trước sự ngưỡng mộ và trầm trồ của hàng ngàn người. Con giáp này còn đặc biệt ở tại chỗ, làm việc gì cũng sẽ suôn và thuận lợi, mưu sự dễ thành, sở cầu như nguyện, sở nguyện tòng tâm, dù dẫn thân vào lĩnh vực nào cũng thu được nguồn lợi nhuận khủng khiếp, khiến cho nhiều người hờn đỏ con mắt, thêm cả các tinh phụ trợ mà bản mệnh tránh được nhiều họa thị phi, tiểu nhân cũng không dám tới gần bạn nữa vì sợ gặp phải rắc rối. Đây là thời điểm tinh hoa đất trời hội tụ, thần tài đã nhắm chúng, bạn là con giáp khổ tận cam lai, nên từ giờ đến cuối năm, sẽ là một bước lên tiên, túi tiền rủng rỉnh, vàng đeo chĩu cổ, phúc lộc ngập tràn, giàu sang sung sướng tới cuối đời. Vậy, vận trình tuổi Nhâm Tý sẽ biến động ra sao? Vận may nào sẽ đến từ trong dịp cuối năm 2023 âm lịch này? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi tiết lộ ngay sau đây. Được ăn lộc thần tài, tuổi Nhâm Tý 52 tuổi khổ tận cam lai, vượt qua mọi chông gai, đón tiền tài sung túc, trả sạch nợ nần, cuối năm 2023 đổi đời giàu nứt đố đổ vách. Bắt đầu từ cuối năm nay, đổi thay cách sống sao cho hài hòa, khởi đầu có thể qua loa, phát triển hạnh phúc khiến Nhâm Tý hài lòng, hạnh phúc vĩnh cửu ngóng trông, cho Nhâm Tý được thấy biển trời mênh mông. Quý vị thân mến, người tuổi Nhâm Tý trời sinh tư chất thông minh, tốt bụng, hòa đồng, dễ hòa hợp với mọi người, làm việc chăm chỉ, có tính tiết kiệm, hào phóng trong việc giúp người, đặc biệt là người họ yêu quý. Người tuổi Nhâm Tý thông minh, tháo vát, sáng tạo, nên có năng lực giải quyết công việc khó, giỏi thích nghi và vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy họ có xu hướng trở thành người lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Tuy nhiên, họ khá chi li tính toán, đó cũng là điểm nổi bật của họ, nhưng họ có những nguyên tắc riêng và biết mình muốn gì. Họ nghiêm khắc với những thứ ưu tiên trong cuộc sống, nhưng vẫn có thể linh hoạt để đạt được mục tiêu. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, có mệnh cách thuộc mộc, tang đố mộc, tức gỗ cây dâu, nên ở họ có một tấm lòng là rộng lớn, luôn yêu thương che chở cho những người xung quanh, cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, thường cho đi không cầu nhận được báo đáp. Đây là người luôn lấy nhân nghĩa làm đầu, mọi hành động của họ đều đi theo con đường đó. So với những mệnh mộc khác thì tang đố mộc có phẩm chất tốt, nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Người này giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người,
dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi mộc này cũng gặp phải những chuyện trái ngang do sự mềm dẻo trong tính cách của mình, có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, đây là dạng chuột luôn tiến bộ hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ gặp được. Nam mệnh tuổi Nhâm Tý là người biết nhìn xa trông rộng và luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao và từ đâu ra. Mặc dù họ khá tự cao tự đại, nhưng vẫn biết chiều lòng và chu đáo với người khác bởi họ muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ. Nhờ những tính cách trời ban đó mà Nhâm Tý đã vượt qua được thời kỳ tiền vận vất vả, sang trung vận hứa hẹn nhiều khởi sắc rực rỡ và thành công trong sự nghiệp, hậu vận giàu sang vinh hoa phú quý, thảnh thơi, an hưởng đến già. Trong cuộc đời cả nam và nữ mệnh Nhâm Tý được ông tử vi độ mạng, tuổi thọ trung bình của người này từ 79 đến 95 tuổi. Tuy nhiên số tuổi thọ có thể tăng giảm dựa trên lương tâm sống của Nhâm Tý, nếu sống tốt, thiện, tạo nhiều phúc đức thì tăng niên kỷ và ngược lại. Ha, tổng quan tử vi năm 2023, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi khoa học nhận định, năm Quý Mão vận trình của người tuổi Nhâm Tý vẫn chưa có nhiều khởi sắc so với năm trước đó, do phạm hình thái tuế. Lại bước vào năm thứ hai của hạn tam tai, con giáp này cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài vận đến sức khỏe, cụ thể như sau. Về sự nghiệp, bước sang năm 2023 tuổi Nhâm Tý chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình. Đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách, lúc này rất cần sự bền tâm bền trí của bản mệnh mới mong chiến thắng được số phận. Đây cũng là năm giữa của hạn tam tai, nhiều vấn đề bất lợi ập tới khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều rắc rối khó xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, cần chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định sẽ có thể tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp này khó xử lý, nên mọi việc không thể phát triển thêm, năm nay còn cho thấy có họa tiểu nhân treo trên đầu. Tuổi Nhâm Tý dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi điều tiếng đủ vấn đề, môi trường công sở vốn phức tạp, càng cần chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày, bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của bạn dần dần được nâng cao, lửa thử vàng gian nan thử sức. Bước vào giai đoạn cuối năm, kể từ nay tháng 11 này đến Tết Nguyên đán, có chính ấn che chở cũng giúp bạn có thêm nhiều sự hỗ trợ, sự nghiệp khởi sắc hơn. Về tài lộc, năm 2023, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình và họa tam tai 2023 cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán, sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng, tài vận chưa thật sự ổn định. Lại thêm hung tinh kiếp tài chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh chuột cần đề phòng mất tiền mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc, bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích, để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều, hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Đặc biệt, thời điểm từ nay đến cuối năm 2023, tức trước Tết Nguyên đán 2024, công việc của người tuổi Nhâm Tý sẽ tiến triển thuận lợi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong thời điểm này, bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý, vận quý nhân lại vượng, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình, vốn nhanh nhẹn lại có chí tiến thủ, nên tuổi Nhâm Tý rất mát tay trong việc kinh doanh. Bạn dễ dàng có được lòng tin của cấp trên, đồng nghiệp và đối tác, nên sẽ càng ngày làm ăn càng thuận lợi, có thể gom về bạc tỷ, tiền bạc hanh thông. Nhìn chung, thời điểm từ nay đến cuối năm đầy hy vọng và may mắn với tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, người làm công ăn lương có thu nhập tốt, các mức thưởng, lương cũng được tăng lên. Người làm ăn kinh doanh cũng có túi tiền rủng rỉnh, thỏa sức tiêu xài, một năm bội thu hốt lộc giúp bạn và gia đình có cuộc sống sung túc đủ đầy, tình cảm cũng được tăng lên rất nhiều. Đặc biệt, những người tuổi Nhâm Tý muốn phát triển nhanh chóng trên con đường công danh sự nghiệp, đổi vận giàu sang phú quý, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay, thì hãy cùng đi vào luận giải chi tiết từng phương diện ngay sau đây nhé. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Thời điểm từ nay đến Tết 2024 âm lịch,
phương diện sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý được dự báo có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt, theo luận giải của giới tử vi phương Đông, thì từ nay tới cuối năm này, được sự hỗ trợ của hàng loạt cát tinh, tuổi Nhâm Tý sẽ có những bước tiến đột phá mạnh mẽ trong sự nghiệp như sau. Thứ nhất, vận trình của Nhâm Tý thăng cấp vượt bậc. Khi được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Vào thời gian này nếu bản mệnh kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thứ hai, thêm Thái Dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để con giáp này nắm bắt cơ hội củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh. Trước tước, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này, với những kinh nghiệm bạn có, cùng sự linh hoạt, mềm dẻo của bạn, thì thời gian này bạn dễ bề xử lý tốt công việc, thu phục được lòng người, nên thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây là thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán, nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên, cũng nhờ khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề của bạn đã giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa, đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình. Thứ ba, Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang tới cho bạn sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy, để luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và va vấp để đổi lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Trong tháng cuối năm, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật, đàm phán. Hãy cố gắng phát tốt năng lực của mình nhé, bạn sẽ nhận không chỉ nhiều lời khen mà còn cả cơ hội lớn trong sự nghiệp nữa đấy. Nhìn chung, trong thời điểm từ nay tới cuối cùng của năm 2023 này, phong độ của Nhâm Tý đang ở đỉnh cao, không có gì là khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Nhờ công việc thuận buồm xuôi gió mà nhiều anh chị Nhâm Tý được thăng quan tiến chức, người làm kinh doanh buôn bán thì nhận được sự tin tưởng ủng hộ của khách hàng. Về phương diện tài lộc, xem tử vi cho thấy, giai đoạn từ nay tới Tết 2024 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được dự báo sẽ có vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc khi các nguồn thu tăng vọt. Các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn nhờ những nỗ lực, cố gắng của bạn trong công việc, mà dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán, cũng đều vượng lộc thấy rõ trong tháng này, sự nghiệp tài lộc đều song hỷ lâm môn, tin vui tới tấp đến với tuổi Nhâm Tý, chúng ta có thể điểm qua bằng 3 ý chính sau. Thứ nhất, với người làm công việc cố định, nhờ công việc thuận lợi, đạt kết quả tốt, nên thu nhập tăng cao là điều đương nhiên, bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm, nhờ những đóng góp của mình, thưởng nóng, thưởng nhóm cũng cân nhắc dành hết cho bạn, nên túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh. Thứ hai, với người làm kinh doanh, hàng hóa cuối năm dồn dập, khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng nó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Cơ hội để bạn hốt vàng hốt bạc ở thời điểm Tết đã đến rất gần này, chỉ cần bạn cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách, thì năm nay bạn sẽ nhận về khoản lợi nhuận dồi dào, tiền bạc cứ ùn ùn chạy vào túi của bạn. Thứ ba, vì là giai đoạn cuối năm nên sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, bạn nên mua sắm cho hợp lý, chớ nên tiêu hoang mà bất chấp hậu quả về sau. Đừng quên ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa, có kế hoạch chi tiêu thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất Nhâm Tý nhé. Về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của Nhâm Tý từ nay đến cuối năm 2023 âm lịch ở mức trung bình, không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe. Nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mải mê kiếm tiền, Tết Nguyên Đán đang đến gần. Bạn càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi từ nay tới cuối năm 2023 âm lịch của tuổi Nhâm Tý cho thấy, về phương diện tình duyên gia đạo, đây là thời điểm đào hoa nở rộ với cả người độc thân lẫn người đã có gia đình. Sao Thiên Diêu chủ tình duyên xuất hiện, tình cảm vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngần ngại nói thẳng nói rõ ra, để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Bạn chớ vì những điều vụn vặt mà vợ chồng hậm hực nhau, sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà.
May mắn sang tháng Chạp thì tình cảm gia đình ngày càng khăng khít, khi tạm gác lại công việc đón Tết, cả gia đình bạn có dịp quay quần bên nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng bàn kế hoạch sửa soạn đón Tết, cùng đón bữa cơm tất niên với người thân, càng giúp không khí gia đình tưng bừng phấn khởi. Nhân duyên cũng đang rộng mở với một số ít người tuổi Nhâm Tý độc thân, tuy nhiên, có vẻ như thời gian này bạn đang tập trung phần lớn tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp. Cơ hội đến nhưng bạn khá rừng rưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài, nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. 1. Tử vi tuổi Nhâm Tý từ nay tới hết tháng 11 âm lịch. Dự báo trong thời gian này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ mới, sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. May mắn là có sao Hữu Bật xuất hiện nên sẽ có người giúp sức để cứu bạn ra khỏi những tình huống khó khăn. Tuy nhiên, với những ai giúp mình thì bạn phải trân trọng việc họ làm. Nhớ phải thể hiện rằng mình lắng nghe, đừng dùng vốn hiểu biết ít ỏi của mình rồi phủ định công lao của họ, thì tương lai sẽ chẳng còn ai muốn giúp bạn nữa đâu. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh phải lưu tâm trong thời gian này, khi mà thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ khiến bạn dễ bị đau ốm liên miên. Tuy nhiên, với những ai biết giữ gìn sức khỏe bằng việc lựa chọn trang phục phù hợp, ăn uống đủ chất sẽ hạn chế tối thiểu được những tác động này. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Nhâm Tý, từ nay tới cuối tháng 11 âm này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm bạn vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ được nhận thưởng. Nhìn chung, có nhiều dấu hiệu tích cực về phương diện tài lộc của bản mệnh vào lúc này, hãy tận dụng lợi thế khi bạn là con giáp đổi vận từ nay tới cuối năm 2023, đạt được thành công khó ai ngờ. Ngũ hành xung khắc cho thấy, mối quan hệ hiện tại có những dấu hiệu không tích cực cho lắm, có thể hai người liên tục gây mâu thuẫn, tranh cãi vì những việc còn con. Quý nhân, Thìn, Tuất, Tiểu nhân, Hợi, Dậu, màu sắc cát tường, y, nâu. 2. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 12 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Nhâm Tý sẽ gặp được khá nhiều điều may mắn và thành công khi bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Những gì mà bạn nhận được trong thời điểm này chính là phần thưởng cho những cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện nhị hợp và tam hội cho thấy bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hợp tác ăn ý với mọi người xung quanh. Các công việc lớn nhỏ tiến triển theo đúng dự kiến, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn nhiều, có người sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương ở tháng này. Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tích cực khi bạn ký kết được những hợp đồng có giá trị với khách hàng, đối tác, thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm tăng lên, cũng khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay. Song nhờ vậy mà bạn kiếm được khoản tiền dư giả hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu lạc quan khi bạn được các cát tinh như Thái Dương, Thiên Diêu soi chiếu, đặc biệt người độc thân dễ tạo ấn tượng trong mắt người khác giới. Bạn có thể dễ dàng tìm được người phù hợp nếu chịu mở lòng với các cặp vợ chồng, đôi bên thấu hiểu, là hậu phương vững chắc cho nhau. Quý nhân, Thân, Hợi, Tiểu nhân, Mão, Dậu, màu sắc cát tường, đen, xanh da trời. Thưa quý cô bác tuổi Nhâm Tý 1972, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Nhâm Tý nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Nhâm Tý. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Nhâm Tý nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp,
hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, Khá, Canh Thân 1980, Khá, Giáp Thân 1944, Khá, Nhâm Tý 1972, Khá, Kỷ Hợi 1959, Khá, Đinh Dậu 1957, Khá, Kỷ Sửu 1949, Khá, Giáp Thìn 1964, Khá, Kỷ Tỵ 1989, Khá, Mậu Tý 1948, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Mậu Tuất 1958, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Tân Mùi 1991, xấu, Mậu Dần 1998, xấu, Kỷ Mão 1999, xấu, Quý Mùi 2003, xấu. Bản mệnh Nhâm Tý nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Quý vị thân mến, cuối năm rồi, nếu hay gặp xui quẩy, xui xẻo thì hãy chọn cách xả xui phù hợp nhất cho mình và gia đình hiệu quả, giúp cả nhà nhiều may mắn cho năm mới. Cuối năm là dịp để mọi người hóa giải vận xui cho một năm mới gặp nhiều may mắn cho bản thân. Có rất nhiều cách hóa giải vận xui, nhưng top cách hóa giải vận xui, rước tiền vào nhà dịp cuối năm 2023 đơn giản, được sử dụng nhiều trong cuộc sống vô cùng hữu ích cho bạn. 1. Làm việc thiện. Nhiều người quan niệm, làm việc thiện giúp đẩy lùi xui xẻo, thu hút nhiều may mắn, cho đi những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ có người giúp đỡ lại mình. Từ thiện phải xuất phát từ tâm, không ép buộc. Các hoạt động phổ biến hiện nay mà ai cũng có thể tham gia là quyên góp tiền, hiện vật cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ trẻ em, người khó khăn. 2. Chôn gương vỡ. Cách giải xui xẻo nhanh gọn, gương vỡ là điềm báo vô cùng xấu. Để hóa giải điều này, khi vô tình làm vỡ gương hãy gom tất cả mảnh vỡ vào một túi ni lông đen, sau đó chôn nó xuống một khoảng đất trống chính là một cách hóa giải vận xui. Điều này vừa giúp bạn tránh được những điều không may, còn hạn chế việc các thành viên trong gia đình bị thương. Trong chuyện tình cảm vợ chồng, gương vỡ có thông điệp tình cảm vợ chồng rạn nứt, mâu thuẫn, ngoại tình, phản bội có thể xảy ra. 3. Đốt vía giải xui. Nhiều người quan niệm rằng đốt phong long, đốt vía để giải phóng các năng lượng tiêu cực,
Lửa được biểu trưng cho sức mạnh khai phá, bạn vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan tỏa khắp ngôi nhà của bạn. Mở tất cả các cánh cửa trong nhà ra để các năng lượng tiêu cực thoát ra ngoài, không loanh quanh trong ngôi nhà của bạn nữa. Khi đốt giấy rồi vừa bước qua bước lại 9 lần, miệng khấn ba hồn 9 vía, ba hồn 7 vía, vía lành thì ở vía dữ thì đi. Vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan tỏa ra khắp ngôi nhà bạn để xua đuổi các năng lượng tiêu cực. Tiếp theo là phong thủy mang may mắn kích tài lộc tuổi Nhâm Tý 1972, nhất vận, nhị mệnh, tam phong thủy, tứ gia tiên, ngũ đèn sách. Phong thủy có vai trò rất to lớn, dụng hỗ trợ, cải biến vận mệnh chủ nhân. 1. Phật bản mệnh tuổi Nhâm Tý. Người sinh tuổi Nhâm Tý nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn, hay còn gọi là Đức Phật ngàn mắt ngàn tay, là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo sách kinh chép lại, khi được nghe Đức Phật Như Lai giảng đạo về Đại Bi Tâm, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xót thương cho những mảnh đời bất hạnh chốn nhân gian, Ngài đã tự hóa thân thành ngàn mắt ngàn tay để soi thấu hết chốn trần gian và dang rộng vòng tay cứu giúp. Hình tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là sự bao dung, bình an, những cánh tay của Ngài tỏa ra bốn phương tám hướng để cứu độ nhân gian. 2. Đá quý phong thủy cho người tuổi Nhâm Tý 1972. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, có ngũ hành nạp âm là tang đố mộc. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng một số loại trang sức phong thủy màu xanh lục, xanh lam, đen như vòng tay thạch anh xanh aventurine, vòng tay aquamarine, vòng tay thạch anh tóc đen, vòng tay đá núi lửa olic, thạch anh xanh. Được mệnh danh là thạch anh tài lộc, đây là viên đá của niềm tin và cơ hội, mang đến cho chủ nhân những điều ước về công danh, tài lộc trở thành hiện thực. Người mang viên đá này thường xuyên thì tinh thần sảng khoái, đầu óc tính táo, minh mẫn. Aquamin được cho là viên đá của thần biển, tên của nó trong tiếng Latin có nghĩa là nước biển. Ngư dân Hy Lạp cổ đại thường mang nó bên mình để chống lại cơn sóng dữ. Đây là viên đá của sự may mắn, bình an, mang nó bên mình thì tinh thần tĩnh tại, êm ả. 3. Cây phong thủy cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Một số cây cảnh phong thủy mang lại nhiều tài lộc và may mắn nhất cho người sinh năm Nhâm Tý đó là cây ngọc bích, cây vạn niên tùng, tùng la hán, cây trường sinh, cây cao tiểu châm, cây trầu bà đế vương xanh, cây vạn niên thanh, cây ngũ gia bì, cây kim ngân, sen đá nâu. Ngoài ra, còn có thể trồng các loại cây thuộc hành thủy để mang lại sự tương sinh giúp bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc. Lời nhắc cải mệnh dành riêng cho tín chủ Nhâm Tý 1972. Con người sống nơi thế gian bị vây khốn bởi đủ loại dục vọng, nhưng nếu một người có thể học được 6 bản lĩnh dưới đây thì sẽ không bị dục vọng làm cho mê lạc, bất an, cuộc đời sẽ trở nên thong dong, tự tại. 1. Trầm tĩnh để nhìn rõ sự tình. Trầm tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại bản lĩnh và cảnh giới cao của cuộc đời. Người trầm tĩnh có thể không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Người giữ được trầm tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được sự thanh bần, khí tiết của mình. Muốn giữ được trầm tĩnh cần phải tu dưỡng bản thân trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an tĩnh. Tâm một khi không động mới có thể giữ vững được khí tiết, trầm tĩnh không phải là im lặng, mà chính là ở trong động mà có thể giữ được tâm thái cân bằng. Nó là một loại trạng thái nội tâm trầm ổn, thông qua tự thân điều tiết mà thành. Người có tâm trầm tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp chốc mê muội, từ đó mà trí được minh sáng ra. 2. Buông bỏ để thong dong tự tại. Buông bỏ là trí tuệ, cũng là dũng khí. Con người khi đến một độ tuổi nhất định cần phải học được cách buông bỏ những gì cần buông bỏ và giữ lấy những gì nên quý trọng. Con người sống trên đời giống như lữ khách đang bước tiến về phía trước. Nếu chúng ta càng ôm giữ nhiều thì hành trang chúng ta mang theo sẽ càng nặng nề hơn. Vì vậy trong cuộc đời này, chúng ta cần phải học được bản lĩnh bỏ đi một số loại đồ vật trên hành trang của mình, như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượi chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Có như vậy, cuộc đời của chúng ta mới thong dong, tự tại và nhẹ nhàng hơn. 3. Đạm bạc để không bị dục vọng vây khốn. Đạm bạc không phải là nhân sinh quan tiêu cực, mà là dùng tâm thái bình thản đối mặt với hết thảy công danh lợi lộc, hưng suy vinh nhục trong cuộc đời. Người đạm bạc, điềm nhiên không màng danh lợi, nên tâm trí của họ sáng tỏ, đứng trước tiền tài, địa vị, cuộc sống xa hoa mà có thể lựa chọn cách sống đạm bạc thì đó phải là người có bản lĩnh lớn. Trong sách Hoài Nam Tử, chủ thuật huấn của Lưu An thời đầu Tây Hán viết, không màng danh lợi mới định rõ được chí hướng. Trong giới tử thư của Gia Cát Lượng cũng nói, không đạm bạc chí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi,
Người không an định thanh tĩnh thì không thể thực hiện được lý tưởng cao xa, cũng không thể chịu khó chịu khổ mà tiếp thu kiến thức được. 4. Cự tuyệt để không bị lầm lạc. Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt, làm người phải hiểu được những việc cần cự tuyệt và những việc nên tiếp nhận trong cuộc sống. Cự tuyệt oán hận, tiếp nhận khoan dung. Cự tuyệt dối trá, tiếp nhận chân thành. Cự tuyệt cái ác, tiếp nhận cái thiện. Một người sáng suốt, khi đứng trước những cám dỗ về mặt lợi ích, danh vọng và tình cảm bất chính thì phải biết cự tuyệt. Chỉ người có bản lĩnh nói lời cự tuyệt trước những điều không hợp đạo nghĩa mới có thể không bị lầm đường lạc lối, mới khiến cho cuộc sống của họ bình an, khoái hoạt. Trong cuộc sống, những người vì hư vinh, vì thể diện, vì tình mà không dám hợp thời cự tuyệt thì cuộc sống của họ rất nặng nề, bất an. Quý vị thân mến, cuộc sống không quá khó khăn như chúng ta thường nghĩ. Hãy sống để chính mình hạnh phúc, đừng sống để người khác ngưỡng mộ. Đừng lãng phí đời mình vào những nỗi buồn viễn vông. Hãy cứ bằng lòng, vui vẻ. Dù cả thế giới ai cũng có nhau, bạn vẫn cứ là bạn, vẫn vui, vẫn lạc quan, hạnh phúc như bây giờ. Người ta bảo bạn cô đơn, bạn cứ bảo người ấy hãy nói thật lòng mình. Ăn có thể nửa buổi, ngủ có thể nửa giấc, nhưng đừng bao giờ bán nửa đời mình cho một người vô nghĩa. Suy cho cùng, đáng sợ nhất vẫn là thời gian, thứ có thể khiến lời hứa biến thành lời nói dối. Người ta sẽ không chọn một cây cỏ dại khi đang nằm giữa một cánh đồng hoa. Nếu có trách thì hãy tự trách mình, để những tháng ngày qua chưa hết lòng nỗ lực, có duyên gặp nhau, từng coi nhau như một, từng yêu thương, từng bảo vệ đã là duyên phước, là điều kiện vô cùng khó khăn trong kiếp người hữu hạn. Nên đừng vì những quan niệm hẹp hòi, những chuyện không đáng, tranh luận đúng, sai, hơn thua hoài hoài mà làm tinh làm tội nhau, đánh mất nhau mãi mãi. Suy cho cùng, người thiệt thòi nhất cũng vẫn là chúng ta, vẫn nhọc công hoài đi tìm người mới. Có những lúc chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cứ thuận theo trái tim mình là đủ. Cuộc sống này là một chuyến đi cô độc, một mình bạn bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình lưu lạc, khóc một mình, cười một mình, mạnh mẽ một mình. Cuộc sống chính là như vậy, một lần đau khổ là một lần bạn tự gột rửa chính bản thân, một lần tổn thương là một lần tỉnh giấc, đã từng bước qua, đã từng mệt mỏi, đã từng rơi nước mắt. Chỉ có như vậy bạn mới có thể trưởng thành. Khi thương một ai đó sẽ dễ dàng hơn là yêu một ai đó. Cứ để cho cảm xúc dừng lại ở mỗi người với một chữ thương trọn vẹn, thương một cách sâu sắc, thật lòng. Đừng cứ hễ dễ dàng gọi nhau tiếng yêu, đừng cứ hễ mỗi lần yêu là mỗi lần đau khổ. Niềm vui thì dễ quên, mà nỗi đau thì day dứt mãi. Đừng để thêm một lần nữa, những người gần nhau trong gang tấc lại ngoảnh mặt làm ngơ. Người thương, thương thôi, gọi nhau như vậy đi, đôi khi cũng hạnh phúc lắm rồi. Khi nào thương đủ, tự khắc sẽ vững bền, tự khắc sẽ đậm sâu. Ngồi chờ đợi ai đó mang niềm vui cho mình thì chỉ làm héo mòn tháng năm tuổi trẻ. Sao không tự đi tìm? Bình minh tắt, muốn tìm lại phải đợi một ngày. Thanh xuân vụt mất, muốn tìm lại phải đợi một kiếp. Có những hạt mưa rơi làm cây lá đâm chồi, có những bóng chiều lơi làm trăng sao lóe sáng, có những lúc lụi tàn mới thấy mình mạnh mẽ. Sống là vui, ta chẳng cần mong đợi. Con đường của mình thì mình đi, đừng quá quan tâm đến sự thành công của người khác, để rồi mình bị cuốn theo nó. Hãy cứ bước đi, cứ sống như một con người tự do. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.